Sai lầm của Onana khiến Casemiro phải nhận thẻ đỏ, fan ức chế. Trên mạng xã hội, các fan bày tỏ sự ức chế và tức giận trước những sai sót của thủ thành Andre Onana khiến cho Manchester United thua trận thứ hai liên tiếp tại vòng bảng Champions League 2023-24. Trận đấu Manchester United vs Galatasaray rạng sáng nay ngày 4 tháng 10 đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Quỷ đỏ hai lần vươn lên dẫn trước nhờ sự xuất sắc của Rasmus Højlund, nhưng hàng thủ hớ hênh khiến họ nhận trận thua thứ hai tại vòng bảng Champions League 2023-24. Theo các fan, lý do chắc chắn đến từ Andre Onana. Trở lại lượt trận thứ nhất vòng bảng khi Manchester United thua 3-4 trước chủ nhà Bayern. Phút 28, thời điểm tỷ số đang là 0-0, Leroy Sane phối hợp ăn ý với Harry Kane. Tiền đạo người Anh làm tường, truyền lại để Sane tung cú đá bằng chân trái ngay rìa vòng cấm Manchester United. Bóng đi căng nhưng không hiểm. Dù vậy, Onana bằng cách nào lại xử lý tệ hại khi đẩy bóng vào lưới đội nhà giúp Bayern có bàn mở tỷ số. Hành động nằm gục xuống sân sau tình huống ấy là đủ hiểu thủ thành tân binh của Quỷ Đỏ thất vọng như thế nào. Tưởng như sang tới trận gặp Galatasaray vào rạng sáng nay ngày 4 tháng 10, Onana sẽ rút ra bài học kinh nghiệm thì anh lại tự mình biến thành trò hề. Tình huống diễn ra ở phút 76, Onana nhận đường truyền về từ đồng đội Victor Lindelof. Bản hợp đồng 47 triệu bảng của Manchester United mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân Mertens. Casemiro sau đó buộc phải phạm lỗi để ngăn cản đối phương ghi bàn. Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng thời khiến Manchester United nhận 11 mét. Ở vị trí gần nhất, Casemiro sau đó buộc phải phạm lỗi để ngăn cản đối phương ghi bàn. Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng thời khiến Manchester United nhận 11 mét. Bản thân Onana lại quỳ xuống đất khi thất vọng với sai lầm của mình. Rất may cho Manchester United là trên chấm 11 mét, Icardi lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên sau đó 4 phút, Icardi bấm bóng qua đầu Onana ấn định tỷ số 3-2 cho Galatasaray vào phút 81. Thua trận với tỷ số 2-3. Man United đứng bét bảng A và đối diện nguy cơ bị loại sớm tại vòng bảng Champions League 2023-24. Trong khi đó, Galatasaray đã có được 4 điểm và có rất nhiều cơ hội lọt vào vòng knockout. Trên mạng xã hội, fan đồng loạt chỉ trích từ Onana tới Ten Hag. Họ bày tỏ sự ủng hộ và lên án Ten Hag khi bỏ cả đống tiền mua Onana và gạt Van de Gea khi hết hạn hợp đồng. Để rồi bây giờ, Onana càng chơi càng mắc sai lầm. Mới đây, huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục lên tiếng bảo vệ thủ thành người Cameroon và tin Onana sẽ sớm trở lại. Tôi nghĩ mình cần trao đổi nhiều hơn với cầu thủ Manchester United. Tất nhiên, Andre Onana cũng nằm trong số đó. Tôi sẽ động viên và ủng hộ Onana, cậu ấy là một thủ môn xuất sắc. Tôi vẫn luôn nói rằng mình hài lòng với những người gác đền hiện tại của Manchester United. Mùa trước, Onana đã lọt vào tới chung kết Champions League. Cậu ấy đủ sức trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Bản thân Onana đã thể hiện năng lực ấn tượng cùng phẩm chất vượt trội của mình. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa ở thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.